Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một mọi người khác mới các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tố. Như vậy thì tố có ý nghĩa như thế nào các bạn, cách sử dụng ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Tố đây có nghĩa là nếu thì, cứ thể thì sẽ. Tố đây cũng là một loại câu điều kiện trong tiếng Nhật các bạn nhé. Nếu thì. Và cách dùng tố, khi nào chúng ta sử dụng tố? Dùng khi diễn tả tình huống mà ở đó, do kết quả của một hành động nào đó mà một hành động, một sự việc khác chắc chắn sẽ xảy ra. Các bạn nhớ dùng mình nhé. Do kết quả của một hành động nào đó ở phía trước và phía sau thì sẽ có một hành động hoặc một sự việc khác chắc chắn, các bạn nhé, chắc chắn sẽ xảy ra. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi đến ví dụ các bạn nhé. Chúng ta có trên hình vẽ là gì các bạn? Hay phu thần ô hồ sư. Phu thần ô hồ sư nghĩa là gì các bạn? Nhấn nút các bạn ha. Phu thần ô hồ sư là nhấn nút. Deki ga tsuku là điện sẽ sáng. Như vậy thì nếu mà nhấn cái nút này thì điện sẽ sáng. Câu đó chúng ta nói như thế nào các bạn? Hay kono butan o osu to denki ga tsukimasu. Kono butan o osu to denki ga tsukimasu. Hễ mà nhấn cái nút này thì điện sẽ trở nên sáng. Như vậy thì đối với trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng câu điều kiện tố các bạn. Vì hễ mà nhấn cái nút này thì điện chắc chắn sẽ sáng. Như là một kết quả tất yếu các bạn ha. Như là một kết quả tất yếu, hễ mà nhấn nút thì điện sẽ sáng. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng tố. Tiếp tục các bạn. Matsugu iku là đi thẳng các bạn nha. Đi thẳng. Migi ni ginko ga aru. Có một cái ngân hàng ở phía bên tay phải. Như vậy thì hễ mà đi thẳng thì sẽ có một cái ngân hàng ở phía bên phải. Như vậy đây là một điều kiện chắc chắn sẽ xảy ra, một hệ quả chắc chắn sẽ xảy ra. Hễ mà đi thẳng thì sẽ có ngân hàng. Đó là một điều chắc chắn các bạn ha. Và chúng ta sẽ sử dụng tố. Koko matsugu iku to migi ni ginko ga arimasu. Hay koko matsugu iku to migi ni ginko ga arimasu. Cứ thể mà đi thẳng lối này thì sẽ có cái ngân hàng ở phía bên tay phải, chắc chắn các bạn ha. Và đương nhiên sử dụng tố. Hay wifi ga nai. Wifi ga nai. Không có wifi. Internet ga dekimasen. Thì không thể kết nối internet. Wi-Fi ga nai to internet ga dekimasen. Wi-Fi ga nai to internet ga dekimasen. Nếu mà không có wifi thì chắc chắn là không thể truy cập vào internet. Đây là một hệ quả tất yếu đương nhiên sẽ xảy ra các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay, và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn nhớ liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và để không quên bài học ngày hôm nay, các bạn đừng nhớ click vào link bài tập ở phía dưới các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản của các bạn nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Mata koto o negai shimasu.